như VTC14 đã đưa tin, vì mâu thuẫn khi chơi bóng rổ, một nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã bị đánh dẫn đến chấn thương sọ não. Sau khi trải qua hai cuộc phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nhưng tiên lượng tử vong cao, mẹ của bệnh nhân đã xin chuyển em về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho gần gia đình. Hôm nay, mùng 1 tháng 4, sau 6 ngày điều trị tích cực, tình trạng của bệnh nhân đã chuyển biến tích cực, cắt sốt, hô hấp còn phụ thuộc vào thở máy, nhưng đã có nhịp tự thở xen kẽ. Đây là những thay đổi nhỏ nhưng cho thấy tình trạng sức khỏe của nam sinh 14 tuổi này đã có sự tiến triển theo hướng tích cực. Áp dụng các cái biện pháp và điều trị về hồi sức, thở máy, dùng kháng sinh, kiểm soát huyết động. Hiện tại thì sau 6 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thì hiện tại bạn ấy về ý thức thì có cải thiện hơn một chút, hôn mê gâu 5 điểm, hết sốt, đã tiểu được, các cái thuốc vận mạch thì đã dừng, hiện tại thì vẫn được tiếp tục duy trì các cái biện pháp điều trị hồi sức tích cực. Cảm thấy cháu nó có tiến triển như thế, gia đình rất phấn khởi, thế nhưng mà cũng hy vọng là cái lão của cháu nó sẽ dần dần, quan trọng nhất là cái lão được cải thiện là tốt nhất. Tuy nhiên các bác sĩ cũng cho biết tình trạng của em còn rất nặng, tiên lượng gần và xa đều rất khó. Bệnh viện vẫn duy trì các biện pháp điều trị hồi sức và chăm sóc tích cực cho bệnh nhân. Hiện bệnh viện chưa kết luận bệnh nhân chết não. So với lúc về thì cũng cải thiện hơn một chút. Tức là bạn ấy đã hết sốt, các cái thuốc vận mạch thì đã dừng. Ý thức thì cải thiện hơn một chút. Tuy nhiên thì tình trạng cũng rất là nặng. Chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi sát và điều trị tích cực. Tại thì bạn ấy trong tình trạng rất là nặng nên là trước mắt chúng tôi cũng phải trong cái việc điều trị sát sao và theo dõi thực tế, chứ cũng chưa nói trước được cái gì. Cái vấn đề chết não thì chúng tôi cũng chưa khẳng định ở thời điểm này, vì để đánh giá chết não thì cần thiết phải có một hội đồng đánh giá, cũng như là phải có những cái test chết não thực hiện theo chuyên môn. Trước đó bệnh nhân đã trải qua hai cuộc phẫu thuật, tuy nhiên do tình trạng quá nặng nên tiên lượng tử vong cao. Ngày 26 tháng 3, mẹ của bệnh nhân đã xin chuyển con trai từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để gần gia đình. Những ngày qua, nhiều người thân cũng đã thay phiên nhau hỗ trợ mẹ của bệnh nhân chăm sóc em. Hiện gia đình cùng với luật sư cũng đang hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc. Mẹ cháu thì đi bán hàng rong từ khi mà bố cháu mất thì bươn trải để nuôi con ăn học. Nói chung là đặt niềm tin vào con lắm. Khi như này cũng suy sụp rất là nhiều. Thì gia đình giữa tôi và mẹ với bên nội ấy, và bên ngoại động viên mẹ cháu là thôi cố gắng vượt qua dù thế nào chăng nữa, nhưng mà vẫn luôn đặt niềm tin vào là con có khả năng vượt qua được nghịch cảnh để trở lại cuộc sống bình thường, thì cũng mong chị ấy cũng dần nguôi ngoai đi một chút. Gia đình và luật sư chúng tôi cũng đều mong mỏi là cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ những cái vấn đề liên quan, nhưng như là cái vai trò của người bố là như thế nào trong vụ án, đây là một cái và gia đình đặc biệt là rất bức xúc vì đã có những các cái thông tin mà gia đình đã biết và những các cái thông tin chia sẻ của mọi người thì cũng đã có những cái thông tin nó trái chiều rất nhiều và gửi cho luật sư chúng tôi, và cũng mong mỏi là để làm sao mà giải quyết được nó đúng cái bản chất cái sự việc và cũng không làm oan sai ai và cũng không để bỏ lọt tội phạm. Liên quan đến vụ việc trên, tối ngày 27 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Long Biên, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Văn Minh, 16 tuổi, trú tại quận Long Biên, học sinh lớp 10 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Việt Hưng để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Minh là người đã đánh nam sinh lớp 8 dẫn đến chấn thương sọ não. Ngày hôm nay, miền Bắc chính thức bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm nay tại miền Bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, nền nhiệt ở Bắc Bộ có thể tăng cao đột biến, có nơi trên 40 độ. Ngày hôm nay mùng 1 tháng 4, khu Tây Bắc Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ như Hương Khê, Hà Tĩnh 39,7 độ, Đồng Hới, Quảng Bình 39,2 độ, Đông Hà, Quảng Trị 39,2 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%. Từ ngày mai mùng 2 tháng 4, nắng nóng mở rộng ra nhiều khu vực và đồng loạt tăng nhiệt. Trong đó khu vực Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế
có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30 đến 35%. Thời tiết tại thủ đô Hà Nội cũng nắng nóng kéo dài trong ngày khi nhiệt độ cao nhất tăng lên ngưỡng 35 độ, trong đó ngày 2 tháng 4 lên tới 36 độ. Tuy nhiên, nhiệt độ thực ở ngoài trời có thể cao hơn từ 2 đến 4 độ do ảnh hưởng của hiệu ứng đô thị. Đợt nắng nóng này ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ kéo dài đến gần cuối tuần rồi mới giảm nhiệt. Tại Nam Bộ, nắng nóng tiếp tục là hình thái thời tiết chủ đạo trong những ngày đầu tháng 4. Thậm chí, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong tháng 4 này, nắng nóng ở khu vực này còn mạnh hơn tháng trước. Một vài ngày nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Theo cơ quan khí tượng, dự báo thời điểm này, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ chủ yếu chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây và áp cao cận nhiệt đới ở các tầng trên cao. Áp cao cận có trục đi qua Nam Trung Bộ, từ ngày 5 tháng 4 nâng trục lên phía Bắc đi qua Trung Trung Bộ. Do vậy, trong tuần đầu tiên của tháng 4, khu vực Nam Bộ không mưa và nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài từ 12 giờ đến 16 giờ. Thời điểm tuần giữa tháng 4, Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái không mưa, ngày nắng nóng. Cơ quan khí tượng cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm cho không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa phát đi thông tin về trận động đất ở huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Hiện trung tâm vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu cho biết, vào hồi 9 giờ 44 phút 10 giây theo giờ Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2024, một trận động đất có độ lớn 3,5 xảy ra, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trước đó một ngày, 31 tháng 3, cũng tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum mới xảy ra động đất có độ lớn 2,6 độ. Chỉ tính riêng trong tháng 3 năm 2024, tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum, xảy ra khoảng 46 trận động đất, còn lại một trận động đất xảy ra ở huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Trong 3 tháng đầu năm 2024, trên cả nước xảy ra 72 trận động đất nhỏ, có độ lớn từ 2,5 đến 4 độ Richter. Các địa phương xảy ra động đất là Kon Tum, Lai Châu, Hòa Bình. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, từ nay đến ngày 10 tháng 4, xâm nhập mặn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long giảm dần đến giữa, sau đó tăng dần. Nhưng đợt xâm nhập mặn tăng cao ở khu vực Nam Bộ khả năng tập trung trong tháng 4 và tháng 5 năm 2024. Theo đó, độ mặn cao nhất tại các trạm phổ biến ở mức cao hơn độ mặn cao nhất hồi tháng 4 năm 2023. Phạm vi xâm nhập mặn trên các sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây từ 75 đến 90 km. Sông Cửa Tiểu, Cửa Đại là từ 50 đến 62 km. Sông Hàm Luông từ 60 đến 65 km. Sông Cổ Chiên từ 45 đến 55 km. Sông Hậu dao động trong khoảng từ 40 đến 55 km. Sông Cái Lớn từ 45 cho đến 50 km. Những đợt xâm nhập mặn tăng cao ở khu vực Nam Bộ khả năng tập trung trong tháng 4 và tháng 5 năm 2024, cụ thể là từ ngày 8 cho đến ngày 13 tháng 4, từ ngày 22 cho đến ngày 28 tháng 4 và từ ngày 7 cho đến ngày 11 tháng 5. Độ xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2023-2024 cao hơn trung bình nhiều năm nhưng không gay gắt như mùa khô năm 2015-2016 và năm 2019-2020. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long là cấp 2. Trước tình hình trên, các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi chiều thấp, phục vụ cho nông nghiệp và dân sinh, đồng thời cần hạn chế tưới nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất.